nhậu nhậu với nhau là quen, nhậu một cái là quen, nhậu một chút rồi đi thôi, về đi làm gì, nhậu phải chơi là say, nhậu phải có vợ ngày, nhậu như quên ngày mai không say ta sẽ cùng về. Và khi nhậu không được với thầy hay nói tàu lao, khi say rồi thì phải nằm ngủ chừng nào thức dậy muốn tiếp giờ sao, cứ mua rượu nó phải mua mồi để tránh nội bộ lục đục xào xáo, còn lúc đang nhậu bây giờ sớm không được hiện nhổ làm dù. Nói khi đi nhậu không dắt vợ con, để hạn chế còn rượu một đống mà khi nhìn lại là mất mồi ngon. Khuyến khích dắt theo em vợ, đặc biệt là những cô gái còn son, để tạo nên hương phấn khi nhậu như cắm mấy ăn không được lặp lại. Phải đặc biệt chú ý điều ba, tính tiền thì không ngồi xa, tính tiền không đi toilet luôn mà bắt gặp tôi kêu bằng cha, hay là giả vờ có điện thoại hoặc là nhận luôn mấy người bên. Nếu mày là thành viên của họ thì phải tự giác để đừng gọi tên nha. Sung sung nói năng lung tung sẽ bị xa lánh không chơi chung. Uống đi, có mấy khi nâng ly dừng tay đi. Rượu ba tư là nhất cấp các tỉnh thành rồi mới đi về. Không tin đi vô đây, làm vậy đi là biết ngay. Nhậu đừng nên nói lớn đi, người chết bên họ đi tài. Khi đi nhậu thì rất quay, lúc xỉn rồi ngã lên ngã xuống nhìn lại bộ mình thì rất sai. Nhậu thì phải biết đứng ra, say rồi thì ngủ dùm nha. Về nhà đừng nên nghe gỗ để cho hàng xóm còn phải ngủ ghê. Mọi người đừng có nhậu nhiều quá, có hại cho sức khỏe lắm. Với lại là ít nhậu lại đi. Bà chú ơi, đừng nhậu nhiều, giữ gìn cho con nè, uống trà xanh được rồi. Bà chú ơi, đừng có nhậu nữa, nhậu sữa giúp con nè. Nhậu sữa cũng say đó. Xin chào. Nhậu như là